Okay, the warming up today, I would like you to look at the image and choose the correct place, correct location to fill in the blank. The first image is hospital. So, fill in the blank. This is a hospital. This is a hospital. The next image, airport. This is an airport. Post office. This is a post office. Jew. This is a Jew. Somebody will choose park. Okay, park is still correct, but the park that has many kind of animals living there, so it's called Jew. Ha. Rồi ở đây thì cái bài này là mình sẽ chơi là giống như là mình sẽ nhìn hình ảnh rồi mình chọn cái correct location là cái địa điểm nơi chốn mà nó đúng. Đó. Thì sẽ chọn là ví dụ như cái hình đầu tiên là hospital đi, thì mình sẽ điền vào và mình sẽ kết hợp xem là mình sẽ dùng mạo từ là hay là an. Thì như hồi trước mình có nói đó, đối với lại những cái từ mà đi sau mạo từ, nếu như mà nó bắt đầu bằng nguyên âm là chữ a nè, e nè, u nè, i nè, o nè, đó là bắt đầu bằng những cái chữ đó thì nó sẽ là, rồi mình phát âm bằng tiếng Anh ha, là A, E, U, I và O. Thì đó là những nguyên âm trong tiếng Anh ha. Đó, thì cái mạo từ đứng trước nó sẽ là an ha. Còn đối với lại phụ âm thì mình dùng bình thường. Đó, thì như ở đây mọi người có thấy là tất cả ba hình 1, hình 2, hình 3 và hình 4 thì nó đều là phụ âm đứng trước hết, nên là nó sẽ dùng là a. Còn chỉ riêng cái hình số 2 là airport thì nó là nguyên âm, nên là mình sẽ dùng là an. Unit technology. Okay, we will go to lesson 3. This pronouns t, 2, 10, top, 2, 20, water, bit, complete, it, 8, light, suit, better, bottom. Rồi, ở đây vì đây là mình đang dùng là giáo trình pronunciation của Cambridge là của Anh, nên là better, bottom mình sẽ đọc là âm ha. Nhưng mà đối với lại tiếng Anh Mỹ á, thì ở đây thường á, thì mọi người hay xem phim á, thì mọi người sẽ thấy là người ta sẽ đọc cái chữ này là better, bottom ha, chữ t biến thành d. Ok, tương tự như vậy water đó. Thì đây là mình đang học giáo trình Anh nên là mình cứ t ha, water, better, bottom. Rồi tiếp theo ở bên dưới, stopped. Đây là cái quá khứ, cái thì quá khứ của chữ stop và chữ watch. Thì đối với lại cái thì quá khứ, cái chữ mà chia quá khứ, động từ chia quá khứ thì nó sẽ có rất là nhiều cách đọc. Thì đây là một trong những cái cách đọc gọi là theo cái quy tắc ha. Ví dụ như là phía cuối là cái âm p, thì khi mà thêm ed vô thì nó quá khứ của cái chữ này nó sẽ đọc là stopped ha, và watched ha. Rồi Thailand, Tam, Thomas. This pronouns d, day, deep, do, door, did, food, good,
Hat. Ready. At. Address. Letter. Middle. How to use sequencing words. Rồi, chúng ta sẽ làm quen với lại sequencing words là cái gì. Ví dụ, nó có rất là nhiều cái cách để mà mình diễn đạt cái nào trước, cái nào xảy ra sau, cái nào xảy ra tiếp theo. Ví dụ như là đầu tiên, sau đó, kế tiếp, cuối cùng là. Đó, đó là cái sequencing word. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe cái bài này hai lần. Lần thứ nhất á, là mình sẽ xem coi là cái thứ tự của những cái description này nè, những cái mô tả này nè, thì cái nào nó xảy ra trước, và mình sẽ đánh số thứ tự của nó. Sau đó mình sẽ nghe tiếp là cái sequencing word của từng cái mô tả này nó là cái gì ha. First of all, the warehouse computers receive customers' orders. Then, the computer tells the robot to find the correct box. Next, the robot finds the box and delivers to a human coworker. After that, the person takes the correct items for the other. And finally, the robot returns the box and starts again. Rồi nếu mà mọi người vẫn chưa nghe ra thì mình có thể là bấm quay trở ngược lại cái video này để mà nghe lại lần nữa ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái thứ tự, mình sẽ check cái kết quả khi mà mình sắp xếp thứ tự ha. First of all, the warehouse computers receive customers' orders. Okay. Then the computer tells a robot to find the correct box. Next, the robot finds the box and delivers to a human coworker. After that, the person takes the correct items for the other. And finally, the robot returns the box and starts again. Okay, so now number one, first of all, number two, then, number three, next, number four, after that, and number five, finally. Okay, those are sequencing words. First of all, đầu tiên hết, trước hết. Next, kế tiếp là, then, sau đó là, after that, tiếp theo sau, finally, cuối cùng. Okay. Asking for and offering help. Asking for help có nghĩa là mình sẽ nhờ cậy tới sự giúp đỡ. Và offering help là cái từ để mà mình, cái câu để mà mình hỏi coi là anh có cần giúp gì không, đại khái vậy ha. Cái offering help là giúp tôi được không, là nhờ một người khác giúp đỡ mình ha. Rồi kia là đề xuất một cái sự giúp đỡ dành cho người khác. Rồi mình sẽ nghe cái đoạn hội thoại 4.4 4.4 rồi giữa hai cái đồng nghiệp với nhau ha, là Nathan và Melissa. Rồi trong lúc nghe thì mình sẽ gạch dưới underline cái từ in nghiêng, đúng cái từ viết nghiêng á, italics ha, cái từ nào nó đúng với ngữ cảnh thì mình sẽ gạch dưới bên đó ha.
Right. Okay, we will listen. Hi. Why doesn't it work? Can I help you, Nathan? That would be great. Thanks. I want to log in to the file sharing system, but the password doesn't work. I have it here. Can you help me? Sure. The password is on in lowercase letters. Don't use uppercase letters. Oh, I see. I'm in now. Thanks very much. You're welcome. But there's the meeting folder. Do you want a hand again? Yes, please. Josh says the next meeting note on the meeting folder, but I can't see your meeting folder. Let's have a look. No, I can't see it either. Can you search for it? How do I do that? There's a search box on the top right-hand corner, right on the folder name in there. Okay, thanks. And no, nothing? I still can't find it. Maybe the folder isn't searched. You need to accept an email invitation to share the folder first. Oh, do I? I don't know how to do that. Can you give me a hand? Yes, of course. Is there an email invitation from George in your inbox? Just a minute. I'll have a look. Oh yes, here it is. Now, just click on View Folder in the email. Ah, here it is. Great. Thanks very much, Melissa. You're welcome. Okay, did you get the answers? Mấy bạn đã có câu trả lời chưa? Nếu mà chưa thì có thể là nghe lại cái đoạn hội thoại vừa rồi ha. Sau đó thì mình sẽ check cái kết quả ở đây. Nathan can't log into his company file sharing system. Number 2. Password use lowercase letters. Ha. Rồi, ở đây họ có nói là lowercase letter là những cái chữ mà viết thường thôi, không có biết in hoa, không có nhấn cáp lóc. Đừng có xài uppercase letters, đừng có xài cái chữ in ha. Rồi, number 3. Nathan can't find the meetings folder. Anh không có tìm được cái thư mục về các cuộc họp, thư mục các cuộc họp ha. Rồi. Number 4. Nathan doesn't find the folder by using search box. Ha, Nathan không có tìm thấy. Number 5. You need to accept an invitation to share the folder. Phải chấp nhận cái thư mời ha, thì nó mới chia sẻ được cái thư mục đó. Number 6. Nathan finds the email invitation in his inbox. Right. Number 7. Nathan clicks on view folder. Number 8. Nathan can see the folder now. Rồi, cuối cùng sau khi mà nhờ cái sự giúp đỡ của Melissa thì Nathan đã tìm được cái folder mà mình đang cần. Okay, so listen again. Number the expression from A to G to J in the order you hear them from 1 to 10. Đây, đây là những cái mà ở trên, cái đoạn ở trên đó, là họ asking for help and offering help. Đó là mình cũng có thể là học đơn lẻ
từng cái câu này với nhau, hoặc là mình sẽ sắp xếp theo thứ tự để mà mình học theo cái thứ tự ha. Ví dụ như khi nào thì mình sẽ nói câu này, đó này nọ, nó có thể xáo trộn nhau bất bất cứ lúc nào, miễn sao là mình sẽ nhận diện được là cái nào thì nó là asking for help và cái nào là offering help. Asking for help là nhờ giúp đỡ và offering help là đề xuất giúp đỡ cho người khác. Okay. Number one. Okay, you can listen again to the conversation, and now we will check the answer here. Number one, can I help you? Okay. Number two, that would be great. Thanks. That would be great. Thanks. Number three, can you help me? Đó. Ví dụ như số 1 nè. Can I help you? Can I help? Tôi giúp gì được cho anh? Tôi giúp gì được cho anh? Thì nó là offering help. Nó là đề xuất giúp người khác ha. Rồi. That would be great. Thanks. Là cái này là ông này ổng trả lời lại cho cổ là đúng rồi, tôi đang cần lắm nè, cảm ơn cô nha. Đó. Rồi, number three. Can you help me? Ông lại nhờ cái sự giúp đỡ. Đó là asking for help. Ông nhờ cái sự giúp đỡ tiếp tục của cô đó. Number four. Sure. Cô đó trả lời lại là đương nhiên rồi. Tôi ở đây để giúp mà. Đó, để khá vậy. Number five. Do you want a hand? Do you want a hand? Anh có cần giúp một tay nữa không? Đó, đó là một cái offering help ha, một cái cách đưa ra cái lời đề nghị giúp đỡ người khác. Number six, yes please, trả lời là có, giúp tôi đi. Number seven, how do I do that? Rồi mọi người đoán xem, how do I do that? Tôi làm cái này bằng cách nào ta? Cái này làm sao ta? Rồi, nó là asking for help, nó là nhờ người khác giúp ha. Mình đang đặt ra một cái vấn đề của mình và mình cần người khác giúp đỡ. How do I do that? Tôi làm này sao ta, chỉ tôi được không đó. Rồi, number eight. I don't know how to do that. Rồi, đây nó không phải là câu hỏi, nhưng mà khi mà mình nói là tôi không có biết cái này phải làm sao hết trơn á, thì mình đang asking for help. Mình đang cho người ta thấy là mình đang gặp khó khăn trục trặc nè, giúp tôi đi ha. Rồi, number nine. Can you give me a hand? Rồi, nó vẫn tiếp tục là can you give me a hand? Giúp tôi một tay được không? Nó vẫn là asking for help ha. Nhờ giúp đỡ. Yes, of course. Dĩ nhiên rồi. Okay, so we finish this slide and we'll move to asking for help and offering help. This one. As you can see that this little boy, he's carrying a box which seemed very heavy and he shouts out loud, "Can you help me?" Yes, of course. Rồi, ở đây có một cậu bé thì nó đang bê một cái thùng có vẻ là khá nặng và nó la lên là chỗ giúp 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 tôi giúp tôi đó. Xong cái thằng bạn nó chạy tới, đương nhiên rồi, đang 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 tới đây đó. Thì mình sẽ có những cái câu đề xuất giúp ha, asking for help. Can you help me? Can you give me a hand? How do I do that? Ha, rồi. How do I know? Sao tôi biết được? How do I do that? Sao tôi làm được? Okay, that is. I don't know how to. Rồi. I don't know how to do that. Tôi không biết cách nào để mà làm cái này hết. Rồi, để mà trả lời cho cái những cái câu hỏi mà nhờ cậy sự giúp đỡ, asking for help, thì chúng ta sẽ có là yes, of course, hoặc là sure, đương nhiên rồi.
Rồi một cái tình huống thứ hai ở đây là you can see that a beautiful lady, she's carrying very many suitcase luggage, okay? And there is a policeman. He asks her, "Can I help you?" Tôi giúp gì được cho cô? That would be great. À, cái cô này trả lời, đúng rồi, tôi đang bê nặng quá anh. Anh đề xuất giúp là tuyệt lắm luôn á. Rên bớt giùm tôi vài món đó, đại khái rồi. That would be great. Rồi chúng ta sẽ có là offering help, đề xuất giúp đỡ. Thì nó sẽ có là can I help you? Do you want a hand? Do you need a hand? Và yes please, that would be great. No, I'm okay, thanks. Sẽ trả lời là ừ, cảm ơn nha. Trời ơi, tuyệt lắm, cảm ơn anh. Không, tôi ổn. Không cần, cảm ơn nha. Tôi bê hết được. No, I'm okay, thanks. Such a strong woman. You're welcome. Khi mà ai đó cảm ơn thì mình sẽ nói là you're welcome. Không có chi. Rồi, ở đây ha. Business communication. So we will have three situations for you to discuss. Chúng ta sẽ có ba cái tình huống để mà bạn và cái người bạn mà học cùng với mình á cùng thảo luận với nhau nha. Mình sẽ đặt ra một cái tình huống là ví dụ như instruct your German partner how to eat pho. Mình sẽ hướng dẫn cái người bạn người Đức của mình, là người đối tác người Đức của mình, đồng nghiệp hay gì đó, là cái cách để mà ăn phở. Ví dụ như mình sẽ phát triển ra nhiều hơn, thay vì là mình chỉ nói là bỏ hết cái đống này vô đây, trộn lên, bỏ vô miệng ăn thì nó quá đơn giản. Mình sẽ lồng ghép vô thêm là cái tình huống đó đó. Thì ví dụ như là một cái người bạn họ ngoại quốc, họ tới, họ nói là cái này ăn sao để mà nó ngon, chỉ cho tôi đó. Đó là một cái tình huống ăn sao để mà nó ngon, chỉ cho tôi được không, đó là nhờ một cái sự giúp đỡ. Thế là lúc này mình mới kể ra thêm là bây giờ nè, cái phở này nè, nếm thử coi cái nước này nó làm sao ha. Bây giờ là mình có thể là bỏ ớt vào, rồi nếu mà nó quá mặn so với bạn thì bạn có thể dắt thêm miếng chanh. Rồi phở mà nó ngon á là khi mà bạn ăn kèm với cái ớt sa tế này nè ha. Mình không biết sa tế này nè gọi ăn sao thì mình sẽ chỉ vô trực quan luôn, mình nói là this one ha, cái này nè ha. Rồi và mình sẽ cần phải là lặt những cái rau mùi rau thơm này vào ha, bỏ vào trong tô phở, rồi mình trộn nó lên. Rồi mình ở đây mình có một cái nước sốt màu đen, sốt này là sốt đậu nha bạn. Bạn đổ ra một cái chén nhỏ nè, rồi lúc mà bạn ăn á, bạn chấm thịt, bạn chấm mấy cái này nè, mấy cái trong tô phở này nè, bạn chấm bạn ăn thì nó sẽ ngon hơn là bạn trộn vô. Theo tôi là vậy nha, nhưng mà bạn cứ ăn thử coi. Bây giờ bạn ăn thử cái kiểu này, sau đó là bạn đổi kiểu khác, tùy bạn đó. Thì rồi sau đó là bạn tự do khám phá đó, mình hướng dẫn tới đó thôi. Đó là một cái cách phát triển cái conversation ha. Rồi ok. Rồi cái situation number 2, tell your friend how to operate a machine in every step. Rồi mình sẽ kể cho bạn của mình nghe là cái cách để mà mình vận hành một cái máy nào đó, một cái thiết bị nào đó, bất kỳ nha, từng bước một mình sẽ thao tác như thế nào ha. Rồi ok. Rồi tình huống number 3, situation number 3, advise your partner what he should prepare for the business trip to the turbine field. Rồi ví dụ như là có một cái có thể là một chuyến đi công tác, một cái chuyến đi tới cái cánh đồng điện gió của một công ty mà các cái nhân sự họ
họ làm việc là các cái kỹ thuật viên đó, thì họ sẽ cần chuẩn bị những cái gì, những đồ bảo hộ an toàn gì ha, rồi ok, họ sẽ cần tổ hợp những cái gì mang theo bên mình, cần chuẩn bị những gì. Hoặc là một cái trường hợp khác là ví dụ như là đi trekking, đi rừng, mọi người sẽ cần phải mang theo bao nhiêu bộ đồ, bao nhiêu cái rồi ở gì, bao nhiêu bộ đồ nè, rồi bao nhiêu lít nước nè, rồi thuốc diệt côn trùng nè, rồi có cần phải mang vớ hay không cho buổi tối, hoặc là cái mùa đó thì đi mưa thì sẽ cần chuẩn bị những gì đó. Đó thì mình sẽ là có một cái tình huống là mình sẽ hướng dẫn là cái người bạn của mình là chuẩn bị, thì cái người bạn ở lúc mình nói là vậy thì đại khái là tôi chuẩn bị vậy vậy rồi, thì còn cần chuẩn bị gì nữa không? Ví dụ như là có thể đặt câu hỏi là nếu mà cái lúc mà mình đi ấy, thì cái nhiệt độ nó có bị xuống thấp vào ban đêm hay không? Rồi bên 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 phía là porter đó, những cái người vận chuyển đó, thì họ có chuẩn bị cho tôi là cái đệm giữ ấm hay túi ngủ gì không, hay là tôi cần mang theo những cái gì khác, đồ ăn dọc đường, xúc xích gì đó. Đó, mình sẽ đặt câu hỏi ra để mà mình tương tác qua lại lẫn nhau, chứ không chỉ là một người chỉ họ nói thao thao bất tuyệt luôn mà mình chỉ là người nghe thôi, thì nó sẽ không có cái sự tương tác ha. Rồi, okay, exercise. Tell your daily routine by using the combinations. Rồi, mình sẽ kể về cái daily routine là những cái hoạt động xảy ra hàng ngày của mình, bằng cách là mình sẽ kết hợp các cái sequencing word ha. First of all, after that, next, then, finally. Và mình sẽ kết hợp với adverb of frequency: rarely, never, sometimes, usually, often, always. Okay. Okay, thank you for watching. See you later, and you are watching TNT channel.